Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình tư vấn sản phẩm của công ty điều hòa Phúc Khánh. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một chiếc điều hòa đến từ thương hiệu Capper, điều hòa Capper một chiều 9000 BTU, có mã sản phẩm là IC09TL32. Đây là cục lạnh của máy này, vỏ bên ngoài của máy ạ. Máy được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bốc cục lạnh và cục nóng của máy ra xem bên trong nó như nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt bóc cục lạnh tiếp nhé. Thì bỏ ra chỗ này nó sạch em này. Bóc hẳn cái đấy ra đây, bóc bỏ cái bên ngoài, vỏ bên ngoài ra, nhìn xem nó thiết kế như nào. Bóc hẳn nó ra. Đây là thiết kế bên ngoài của máy nhé. Thiết kế rất là đẹp mắt đúng không ạ? Đây là dòng máy inverter nên là rất là tiết kiệm điện, được chứng nhận kem năng lượng 5 sao của Bộ Công Thương. Dàn tản nhiệt của máy 100% bằng đồng các bạn nhé. Cánh tản nhiệt được mạ vàng này. Chiếc máy điều hòa này thì có thiết kế mặt thì đèn hiển thị trên dàn lạnh nhé. Điều này sẽ giúp chúng ta rất là dễ dàng theo dõi và xem điều chỉnh nhiệt độ của máy ngay cả khi ở phòng tối. Cái hướng gió sang ngang, sang trái, sang trái, sang phải thì mình có điều chỉnh được, nhưng mà phải điều chỉnh bằng tay. Mình không thể điều chỉnh bằng điều khiển được. Điều khiển thì chỉ có thể là điều chỉnh cánh gió lên xuống tự động. Cái túi phụ kiện ở đâu em nhỉ? Đây là túi phụ kiện đi kèm theo máy nhé. Túi phụ kiện đi kèm theo máy thì gồm có điều khiển này, pin này, phiếu bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng. Một điểm đặc biệt là mình rất là thích của chiếc máy điều hòa Capper này là còn có thêm một cuốn sách cho bé tập tô màu. Rồi, đi sơ qua về mặt lạnh đi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cục nóng của máy nhé. Xem bên trong cục nóng của máy như nào. Quay cái mặt kia ra đi. Máy thiết kế rất là nhỏ gọn và chắc chắn ạ. Chiếc điều hòa này thì sử dụng môi chất lạnh R32 các bạn nhé. Đây là môi chất lạnh thế hệ mới nhất hiện nay rồi. Môi chất lạnh này thì có hiệu suất làm lạnh rất là cao, giúp tiết kiệm điện năng hơn này, thân thiện với môi trường và an toàn với người sử dụng. Bên trong một người. Đặt cho những mặt lạnh trên đây để anh nhìn tổng quát. Đặt cái mặt lạnh lên trên cục nóng này. Ok. Đây tổng quan cục nóng và cục lạnh và cục nóng của máy. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn sơ qua về chiếc máy điều hòa Capper IC09TL32. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.